Tối ngày 5 tháng 8, trên đảo Lombok của Indonesia xảy ra động đất mạnh 7 độ Richter. Hiện tại ít nhất có 91 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Động đất xảy ra lúc 7 giờ 40 tối do nhà cửa sập gây thương vong nghiêm trọng. Vì bị điện cắt, người dân đảo Lombok phải cầu cứu qua điện thoại di động. Kami membutuhkan bantuan minuman dan makanan malam ini. Kami dan juga obat-obatan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Yang meninggal belum kita bisa mengangkatnya ke sini. Jadi siapapun yang melihat video ini tolong di-share. Kami membutuhkan bantuan makanan dan minuman. Theo Cục Khí tượng và Vật lý Trái đất của Indonesia, vị trí tâm trấn động đất nằm ngoài khơi cách đảo Lombok 27 km về phía bắc, với độ sâu chấn tiêu là 15 km. Ngay sau đó, chính phủ đã công bố cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân hãy tới những chỗ cao hơn để lánh nạn. Hiện đã hủy bỏ cảnh báo. Từ sau động đất đến nay, lại xảy ra liên tiếp hơn 20 lần dư chấn, làm cư dân hoảng sợ phải dựng lều ở ngoài trời ngủ qua đêm. Ngoài ra, Văn phòng Kinh tế Thương mại Đài Bắc tại Surabaya cho biết, có 15 du khách Đài Loan bị mắc kẹt tại địa phương. Hôm nay sẽ cử nhân viên đến trợ giúp. Vào ngày 29 tháng 7, trên đảo Lombok cũng vừa mới xảy ra động đất mạnh 6,4 Richter, làm 17 người thiệt mạng và hơn 330 người bị thương. Tại một nhà máy ở khu đầu phường Miêu Lực xảy ra vụ lao động Philippines cưỡng ép đồng hương khác hút ma túy. Nếu không mua ma túy của nghi phạm này thì sẽ bị đánh. Cảnh sát khám xét phát hiện trong nhà máy này có 5 người có phản ứng dương tính và 3 nghi phạm mua bán ma túy. Họ đều bị tòa án ra ký lệnh bắt giữ. Việc này đã làm nổi bật lên vấn đề về quản lý. Nhân viên kiểm tra vào nhà máy tiến hành xét nghiệm nước tiểu của toàn bộ 25 công nhân, trong đó có 5 người có phản ứng dương tính với ma túy. Họ khai rằng đều là mua của đồng nghiệp người Philippines. Theo cảnh sát xác minh, lao động nước ngoài 45 tuổi này vì biết những người vừa mới tới Đài Loan có tâm trạng nhớ quê nên cung cấp cho họ thuốc lá có pha lượng ma túy. Đợi sau khi họ bị nghiện thì cưỡng ép họ mua, nếu chống lại sẽ dùng bạo lực đánh đập. Cảnh sát theo dõi phát hiện nghi phạm chính đã cấu kết với những lao động Philippines khác ở trong nhà máy để bán ma túy cho đồng hương. Ngoài 5 người có phản ứng dương tính, có 3 người gồm nghi phạm chính này có dính líu tới vụ mua bán ma túy. Vì có bằng chứng phạm tội rõ ràng nên bị tòa án ra ký lệnh bắt giữ. Chiều ngày 5 tháng 8, ở Đài Đông và Bình Đông đều xuất hiện thời tiết quái dị. Vào khoảng hơn 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, tại xã Trường Trị, huyện Bình Đông, xảy ra trận mưa đá kéo dài nửa tiếng đồng hồ sau một trận mưa to xối xả. Những viên đá lớn bằng viên bi rơi xuống mái tôn, tạo tiếng ồn rất lớn, làm người dân hoảng hốt phải vội đóng cửa. Vào Chủ nhật ở Đài Đông cũng xảy ra hiện tượng thời tiết kỳ lạ. Trên mặt biển Thái Bình Dương ở vùng bờ biển Đông Bộ xuất hiện cảnh quan vòi rồng khổng lồ. Khi đó trên biển đang có mưa dông và sấm sét. Trạm khí tượng Đài Đông cho biết cảnh quan này là do Đài Loan đang nằm ở luồng áp thấp, dễ phát triển thành mây đối lưu, tích tụ thành mưa sau buổi trưa, cộng thêm điều kiện môi trường sẽ tạo ra đám mây hình phễu, tạo thành vòi rồng nước trên mặt biển. Thời tiết Đài Loan trong tuần này sẽ tiếp tục nóng nực. Cục khí tượng công bố cảnh báo nhiệt độ cao đối với 6 huyện thị của Đài Loan bao gồm Tân Bắc, Nghi Lan cảnh báo cấp màu vàng cam, Đào Viên, Đài Bắc, Cao Hùng, Hoa Liên cảnh báo cấp màu vàng. Trước và sau buổi trưa ở những khu vực này đều xuất hiện nhiệt độ cao tới 36 độ C.